Vào khoảng 21 giờ giờ địa phương, một thanh niên 25 tuổi trèo qua cửa sổ, lẻn vào phòng ngủ của cô cháu gái tại khu nhà ở Berside. Nghi phạm trói nạn nhân, toan cưỡng bức cô. Khi nghe thấy tiếng hét của cháu gái, ông James Le quyết chạy sang phòng ngủ của cô thì bị gã trai trẻ bắn vào lưng và đầu. Sau đó, ông James Le quyết được đưa đến trung tâm y tế thuộc trường Đại học Chicago nhưng các bác sĩ không thể cứu được nạn nhân. Cô cháu gái cũng được đưa đến bệnh viện Hazzocate Trinity và hiện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát đã bắt được gã thanh niên sau khi y chạy trốn khỏi hiện trường. Tên này từng có tiền sự và đang đối mặt nhiều cáo buộc. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ, sau đó tấn công tình dục cô cháu gái trong phòng ngủ. Ảnh. Ông Uyene Buye, hàng xóm suốt 35 năm của gia đình, cho biết ông James Le Quyết là người đàn ông rất tốt. Khi sự việc xảy ra, ông Uyene Buye đang trong phòng khách chơi domino với những người bạn, không thấy có gì bất thường cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài. Cảnh sát Chicago đang tiếp tục đối chiếu lời khai của những người có liên quan để làm rõ vụ án sau khi phát hiện có nghi vấn. Theo tiết lộ mới nhất của Đài Ác Mỹ, sự thật thì nghi phạm lại được chính cô cháu gái rủ đến nhà. Cảnh sát cho biết ông James Le Quyết bị bắn vào lưng và đầu. Ảnh.